Vâng, xin chào toàn thể anh chị và các bác. Và trong video ngày hôm nay, em trai Phạm Hoàn sẽ đưa lên để giới thiệu cùng toàn thể anh chị. Đó là một mẫu tác phẩm được bên em chế tác trên một phôi gỗ hộp, phôi gỗ Hương Ta, Hương Gia Lai. Và tác phẩm này của bên em có tên gọi là Ngài Tế Công, hay còn gọi là Ngài Phật Sống Tế Xay. Nhìn rất là đẹp anh chị nhé. Đấy, hình tượng của Ngài Phật Sống Tế Xay là luôn luôn trên tay của Ngài, đó là cầm một bầu hồ lô rượu và cũng như là chum rượu. Và Ngài thì với diện của Ngài thì luôn luôn trong tình trạng là say xỉn anh chị nhé. Tác phẩm này của bên em thì có tổng chiều cao lên tới là 79, chiều ngang là 31 và chiều sâu là 28. Với mức giá giao lưu tác phẩm này chỉ là 10.500.000 đồng. Và bên em đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc rồi. Và đương nhiên rồi, trên một phôi gỗ hộp, phôi gỗ niền ngạc đặc tịt như thế này thì chắc chắn là bên em cũng không hề bỏ qua đục kỹ đến từng những chi tiết nhỏ anh chị nhé. Và như anh chị đang được nhìn ngắm, đó là diện của Ngài Tế Công đấy ạ. Đấy, Ngài đang trong tình trạng say xỉn nhưng mà miệng của Ngài vẫn rất là luôn luôn tươi cười và vui vẻ đây. Đấy, trên phần mũ của Ngài còn khắc họa thêm chữ Phật này. Đấy, phần mái tóc của Ngài thì bên em tỉa tơi từng sợi tóc luôn, rất là đẹp. Và anh chị cùng nhìn ngắm, đó là Ngài còn đang dựa vào một cái bầu rượu, hay còn gọi là một cái chum rượu phía sau. Để lát nữa em sẽ quay về phía sau thì anh chị có thể nhìn ngắm tác phẩm này kỹ càng hơn tứ diện. Còn đây anh chị đang nhìn ngắm phía mặt đằng trước. Nhìn vào tác phẩm hàng đục kỹ hay không, anh chị có thể cảm nhận được giúp em, đó là những chuỗi vòng tràng hạt. Em làm từng viên vòng tràng hạt đều nhau tăm tắp anh chị nhá. Phía trên này hơi nhỏ nhưng mà phía dưới này hơi to một chút này. Đó, để làm cho tác phẩm nó chân thực và đẹp hơn rất là nhiều. Và ngoài ra thì bên em có thiết kế, đó là một chiếc quạt ba tiêu Ngài đang cầm trên tay. Duy nhất chiếc quạt này em làm rời thôi. Để anh chị cùng nhìn ngắm giúp em này. Bàn tay của Ngài từ phần gân cho tới phần đốt tay và cũng như là phần móng tay em làm cũng rất là kỹ càng anh chị nhá. Như là thật luôn rồi. Đấy, tà áo thì mềm mại, gấp lếp, uyển chuyển. Lại còn kèm thêm đó là Ngài đang mặc chiếc quần vá đây, đấy, phần rách và đầu gối đây, rất là đẹp luôn. Phía dưới ống quần thì rách tả tơi, đúng không ạ? Đây, phần dây tơ giải nụa buộc thắt lưng của Ngài rất là đẹp. Và đặc biệt hơn nữa, anh chị nhìn vào phần đôi chân của Ngài. Đó là Ngài đang đi một đôi dép cũng bị rách đầu, anh chị nhá, cũng bị rách đầu, thò hết cả phần ngón chân ra đây. Và xương của Ngài đấy ạ. Hình tượng của Ngài Tế Công thì trong tình trạng là nghiện rượu, cho nên là thân mình của Ngài rất là gầy gò anh chị nhá. Và kèm thêm đó nữa, ở phần phía dưới này em còn làm thêm đó là một chú dế mèn, vâng, nhỏ bằng ngón tay cái của em thôi nhưng mà rất là kỹ luôn anh chị ạ. Đấy, từ phần chân nhá, từ phần chân này mọi móc kinh hết lên đấy, đầu rồi cánh rồi phần bụng đấy ạ. Làm rất kỹ đến phần lông chân thôi cũng rất là kỹ luôn đấy, nhỏ nhưng mà làm rất kỹ. Đây, em sẽ là nắp chiếc quạt lại cho Ngài đây, rất là đẹp. Và tác phẩm này em đục tứ diện, là như lúc nãy em có giới thiệu là phía sau Ngài đang dựa trên đó là một chum rượu đấy, một chum rượu. Anh chị nhìn thấy ạ, chum rượu nhá. Bình thường chỉ là một cái chiếc chum thôi, nhưng với tác phẩm này em còn làm thêm đó là một cái giấy bóng để chùm cái chiếc chum lại để tránh bị tràn rượu ra ngoài. Và phần miệng túi bóng này em cũng làm mềm mại đến từng chi tiết nhỏ này. Đấy, rất là đẹp. Mái tóc của Ngài, tà áo, ủ rồi còn trễ vai, nhìn còn lộ ra cả phần khe lách này, rất là đẹp luôn anh chị nhá. Tác phẩm có tổng chiều cao là 79, chiều ngang là 31 và chiều sâu là 28. Và em giao lưu tác phẩm này với giá chỉ là 10.500.000 đồng. Và em đã bao gồm cước phí vận chuyển toàn quốc ạ. Anh chị nhìn như vậy thôi nhưng tác phẩm này rất là nặng, trên một phôi gỗ đặc niền khối anh chị nhá. Vâng ạ, và anh chị đang theo dõi đó là một tác phẩm chất liệu gỗ Hương Ta Gia Lai. Anh chị nào mà đang quan tâm, mong muốn hữu duyên cụ thì có thể nhấc máy lên và alo trực tiếp với số hotline của bọn em 0789 336 318 hoặc 0971 336 318 để được hữu duyên tác phẩm. Và em cũng sẽ là gửi hình ảnh chi tiết tư vấn cụ thể hơn anh chị nhé. Và em cũng xin phép là kết thúc video tại đây. Và hẹn anh chị ở một video giới thiệu những tác phẩm mới nhất và những tác phẩm tiếp theo ạ. Xin chào ạ.